qua ngày nay. Bà mua thịt gà bà ăn 2 ngày luôn nè mọi người. 20 ngàn. Dạ 75 tuổi nhưng mà con mà nhiều hết. Dạ. Đó, cô cầu chúc, cầu trời cầu Phật cho cô Mai được nhiều sức khỏe sống lâu đặng giúp đỡ ta. Cho nhà nghèo đây nè. Tôi biết không, tôi được 2 triệu này đó là tôi mừng bằng mừng gì lắm đó chú. Mấy trăm triệu đó không phải vừa đâu. Dạ. Vì mình nghèo đó, mình có chị chứ mình mừng gì lắm đó chú. Chú biết quanh năm suốt tháng nó không có 1 triệu trong nhà. Dạ. Nó không có. Ai có dịp đi ngang qua cầu bến rứt, hãy nghe em bé thơ ngây hát vào ở giang đường. Tay thì cầm chiếc gậy tre dắt theo một ông lao tật nguyền. Cụ này cô bác của anh chị thì thấy rất là tạm bợ luôn, được dần bởi những cái vách lá như thế này. À. Thì trước khi đến đây thì Bùi Hồ có gặp trao đổi với ông bà cụ để xin quay hình về cái ngôi nhà của ông bà á. Dạ con chào bà. Dạ. Ông đâu bà? Ông ơi, sao? Ông chuẩn bị sao? Dạ thì để tại vì trong cái tình cờ thì Bùi Hồ gặp một cái đoạn clip của một bạn thì bạn đó quay về ông hát rất là hay thì làm cho Bùi Hồ cứ tò mò và tìm đi đến đây luôn. Thì nãy giờ thì ông ở trong nhà để chuẩn bị để hát cho cô bác quý anh chị nghe. Dạ. Bà năm nay là bao nhiêu rồi hả bà? 75 tuổi. 75. Ừ. Còn ông? Ông cũng 75 luôn. 75 luôn. Ông bà cụ là có mấy người con? Hai đứa mà một đứa thì nó ở đâu? Nó ở Trà Vinh, còn một đứa ở Trà Cú. À đây là cái không gian bếp của ông với bà đây hả? Ừ. Tôi ở với ổng, không có mấy đứa nhỏ, không có đứa nào ở hết. Tôi là một kẻ từ miền xa xôi lắm. Nhờ bà Bảy dắt vô đây để dắt vô nhà heo Bảy ha.
Dạ. Thôi mình tạm chia tay ha. Dạ, vô nhà, vô nhà. Ồ, hằng ngày là ăn vậy luôn hả? Ừ. Có chân đụng cái đầu. Dạ, hằng ngày là ông dắt bà vậy luôn hả? Ừ, bà dắt ông gì đó rồi. Dạ. Ừ, vậy đó. Hương ghê không? À, thím đang ngồi đâu vậy? Dạ, dạ, dạ. Thôi con quay. Dạ, thì cái nhà của mình thì con thấy là nó ở ngoài sau này nó hơi tạm bợ quá, thì mưa nó có dột nát không ông bà? Che che cao su ở tảnh á. Che cao su. À, con thấy dần cao su kìa. Che cao su. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Là cao su. Dạ. Đây là nhà ngoài sau của ông bà là nền đất của mọi người. Dạ. Ở trên nóc thì che cao su. Ông bà có bán tập quá nữa hả? Cái này keo mua keo không à? Dạ. Keo không thôi. Cái bếp của ông bà là cô bác của anh chị. Ông bà là nấu cơm củi hả? Ờ, nấu cơm củi. Dạ. Nấu củi dưới đó. Ngày là bà với ông ngồi đi. Bà với ông ngồi đi. Ngày là bà với ông là được bao nhiêu tiền đi làm? Chợ lớn, chợ nhỏ. Dạ. Ờ, bán bóng thì cô bữa từ 50, 40, 30 vậy đó mà mình xài gói ghém chú ơi. Bóng tôi để giường trước rồi chú vô chỗ. Dạ. Ờ, mình xài gói ghém. Dạ. Ngày là chi phí là bao nhiêu hay ông bảy? Ờ, theo như ăn uống cá thép thì 20, gạo thì 10.000 vậy đó. Dạ. Một mua thuốc á, bệnh uống thuốc hả chú? À, ông bảy bệnh gì nữa? Ờ trời, tôi nhiều đây nè, cái bọc tôi là bọc này bọc thuốc thường trực nè, đây bọc là bọc thuốc. Ông nói tôi đây. Ờ, à, hai người hai bọc luôn. Ờ, đây, ờ, nè thuốc nè, thuốc nó là chú. Thuốc dạ. Không nè. Trời đó, thuốc không đó. Nè. Dạ. Thuốc không đó nha. Dạ. Gửi đây một nồi nữa nè. Ờ. Đây nồi cũng thuốc nữa nè. Để tên gì nè. Đó. Thuốc dữ lắm chú. Tài sản của ông bà là toàn là thuốc men à. Thuốc không à. Thuốc không chú. Ăn thì ít thuốc nhiều. Dạ. Tôi uống thuốc nó nhiều. Dạ, uống thuốc thì tốn bao nhiêu tiền hay ông bảy? Ờ, cũng tùy theo như thuốc nhức lưng rồi này kia thì mắc lắm mà thuốc thần kinh rồi đó. Dạ. Ờ, thuốc đau ruột thừa rồi đó mắc lắm. Dạ. Ừ. Thuốc nhức lưng rồi đó. Tôi dư thuốc thuốc gì cái bệnh mà trong bụng uống đó. À. Nó nhiều. Rồi con không hiểu là ông bảy với bà bảy đi lại chợ vậy đó. Ừ. Thì đi bằng cái phương tiện gì? Chiếc xe cấp cũ. Bà bảy chở hả? Ờ. Ờ bà bảy chở ông bảy đi. Ờ. Ồ trời ơi thương ghê không? Người ta nói hay tôi nói hay bữa nào thì hai bữa nấy. Bà bảy. Hay chứ ngày mơ không hay không chừng nữa. Bà bảy lái được luôn hả? 75 tuổi lái xe cấp được luôn. Nhưng mà mình chạy chậm, té thì chưa có. Dạ. Không có đến đổi, mình đi chạy chậm lắm đó. Dạ. Chạy hơi xe đạp chút. À. À. Ông bảy có dự định là sắm lại cây đàn mới không? Cây là... đàn mới á thì bây giờ nó mắc dữ lắm mắc. Ví dụ như có cây đàn điện ông chịu không? Đàn điện nặng quá. Nặng quá. Ừ, mang nó nặng cổ quá. Còn cây đàn mới thì phải làm lại hơi công phu hơn bảy hả? Ờ công phu, với có khi mình mua phải lựa dữ lắm, không lựa nó không ăn phím nè. Dạ. Nó không ăn phím bằng dây. Dạ. Nó ăn phím bằng dây mình thấy nó cũ gì chứ đang phím bằng dây. Dạ. Mình không có nhờ nó kêu cái thùng này đâu, nó nhờ cái cục này nè. Dạ. Nó do cục này thôi. Dạ. Cái cục này là cục mô bin. Cục mô bin. Ờ, nó do cục đó thôi à. Ngày xưa thì ai dạy ông Bảy hay là ông Bảy tự học? À, cũng chơi qua lại với những anh em mà ta biết chơi đàn ca đó. Rồi mình học hỏi qua lại bạn bè chỉ với nhau, qua lại biết rồi mình cũng tò mò biết, mình cũng biết nhiều. Dạ. Biết về cái âm ly nè, chứ không biết gì hết á. Dạ. Biết về đàn âm ly không à, chứ không biết gì hết á. Dạ. À, ông Bảy với bà Bảy có cái mơ ước gì không? Đâu không biết mình già cả rồi, đâu có tiền mà ngủ nào sống bên ấy, ông mơ ước cái gì giờ, bây giờ mơ ước cái gì giờ. Tôi thì với bà thì không có mơ ước gì hết, bị già cả rồi, mình đâu có tương lai gì nữa đâu mà, tương lai dài nữa đâu mà mơ ước, mà chỉ mong có một cái là được có tiền, là hàng ngày mình bệnh có thuốc, tiền mua thuốc uống, nhiều đó thôi à, không có nghĩ cái tương lai gì nữa hết trơn. Còn ông Bảy với bà Bảy là làm cái công việc gì? Một đứa thì chồng nó bẻ dừa khô. Thì cái nghề tạp đó, cái nghề tạm bợ để vừa khô mướn đó. Còn một đứa thì bán đồ chiên ngoài chợ, cũng đồ cứ bằng bán nhỏ, bán đồ nhỏ đó. Bán đồ tàu hũ chiên ở ngoài chợ đó. Dạ. Bán, cũng như bán cá viên chiên đồ á. Ờ đó vậy đó, bán cái nghề nhỏ đó. Dạ. Người thằng thì bẻ vừa mướn. Dạ. Thì cũng nghề tạm bợ không à. Thằng bẻ vừa mướn là dễ. Ờ. Người chú coi như vậy rồi làm sao nó có dư mà giúp đỡ mình sống đầy đủ được. Thì mình cũng bơi kiếm sống được ngày nào hay ngày nấy, ngày nào nó có dư nó cho chút đỉnh, còn không có thì mình cũng bơi. Nhưng mà thường có cho ông bảy và bảy tiền không? Ít lắm, lâu lâu cho gạo chút đỉnh, lâu lâu có dư lắm thì cũng cho được chút đỉnh tiền, cũng có cho nhưng mà ít, bởi vì bề nó cũng khổ lắm. Dạ. Cái bề nó cũng khổ, thành ra nó không được dư giả mà cho mình đi bán. Lâu lâu cái người ta cho một tờ giấy số, cái tôi giá cho nó trúng, không được nhiều đâu, một chút đỉnh thôi, đặng
mình có tiền đặng mình có bệnh á, có tiền mình đi nhập viện. Dạ, dạ. Có hộ nghèo thiệt, nhưng mà thuốc ở trong nhà thương có thì thôi, không có nó cho cái to ra ngoài mua, mình không có tiền thì mình không mua được. Dạ. Cái hoàn cảnh á, nếu anh em mà gặp lại mình có tâm sự nhau, hiểu nhau được, chứ tiêu mà tôi đi ngoài đường vậy đó, người ta chưa biết tôi được như thế nào đâu. Tôi người ta thấy qua chứ đâu biết gì. Người ta có người ta nói ổng đờn ca vậy chứ ổng giàu á, mà người ta chưa biết đâu. Khi để tới gia đình như chú với tôi vậy là mình tâm sự nhau mới tỏ hết được cái ý, mới thấy được. Đó. Chú đi ra chú thấy cái ở lọc của xu. Dạ. Nên là thí dụ tôi chỉ cho chú hen, cái giường này tôi ba đóng nè. Dạ. Đâu có mua. Ờ. Thế nếu mà tao có tiền tao mua rồi. Dạ. Tao mua cái liên quan thợ đóng cho đâu phải đâu. Còn này tôi ba đóng rồi, tôi không có tiền, mình phải đóng bậy ngồi đó. Còn cái gì để đồ đạc chú coi gãy nát hết trơn cái trời. Mình đâu có tiền. Mà tôi cũng chấp nữa. Người chú lại nhà tôi, chú thấy có ghế có bàn ngồi không? Nó có, đâu có tiền dư mà sắm. Đường tao không biết nữa đấy, ổng với bà cái gì giàu dữ lắm á. Rồi cái tôi mới nói giàu sao tôi lớn tuổi rồi, tôi không ở nhà tôi ăn, tôi đi làm chi vậy? Má mày, tôi chết nay sống mai. Má mày bà là không có tiền, bà tận dụng là tôi thấy rồi, hết sức luôn. Tôi thấy chính bản thân tôi mà tôi thấy hết sức á. Má mày lấy cái son lũng 10 lỗ cho chú vừa hồi chú coi. À, chú coi tận dụng tới cái son lũng 10 lỗ cũng giá hết trơn rồi, mà giá giá này ha, lũng 10 lỗ giá đó ha, ha, ha. Giá giá đó, không có bỏ này, giá đó. Này giá giá đó, chú coi đó. Ha, son lũng 10 lỗ mà không bỏ đó chú coi, đâu phải đâu phải là mình bậy bạ đâu. Dạ. Tận dụng giữ vậy đó, tận dụng giữ vậy đó chứ không phải bậy bạ đâu. Dạ. Mà nó không có tiền. Mưa này thì dừng bạc thì bây giờ nó hết dột hay không bảy? Ừ, mưa thì dừng bạc hết dột. Dạ. Mua thịt gà 20 ngàn ăn 2 ngày, ăn hôm qua ngày nay. À, bà mua thịt gà bà ăn 2 ngày luôn nè mọi người. 20 ngàn, 2 ngày. Dạ, 75 tuổi nhưng mà con... Cũng đã mang nhiều hết. Dạ. Con thấy ông Bảy với bà Bảy 75 tuổi rồi nhưng mà sức khỏe vẫn còn tốt á. Dạ, mọi người thì đôi khi là ông Bảy với bà Bảy là bằng tuổi ông Bảy với bà Bảy không được cái sức khỏe giống gì đâu. À. Dạ. Tôi có nói cũng, với người ta cũng nhờ trời phù hộ nhưng mà không biết ngày nào yếu đây. Dạ. Tôi làm sao mà mau á, tôi mận chuyện tối vô ra cái tôi ngồi đó tôi nói trời ơi thôi tôi chóng mặt quá ông ơi, dắt tôi ra trước cạo gió rồi cái sao bữa đó khiến con tôi nó nói sao bữa đó nó bức ức mình quá nó đi vô cái nó thấy tôi nằm giường á, cháu nội tôi lớn nè, nó hỏi bà nội làm gì, bà nội nằm đó bà nội cái tôi nói con ơi bà nội nói chuyện hết nổi rồi. Cái dâu tôi nó nói trời ơi cái mặt má xanh đen hết trơn rồi, má đi nhà thương nó thôi không có đi đâu, không có tiền không đi đâu, nó nói bây giờ không có tiền cũng phải đi vô nhà thương, cái nó chở hai đứa nắm hai cặp nó dắt đi đâu rồi cứu người ta đo người ta nói lên máu 200 mấy rồi đó. Ừ. Rồi đi nằm nó chóng mặt quá xa, tôi thấy cái đít tôi lên nút nhà tôi ói linh láng ở giường niệm hết trơn ở ngoài bệnh viện mà được cứu. Chú biết không là cái tuổi già này nè, là nhất là bằng đêm nó ưa bệnh đêm đó, đó. Thấy bằng ngày vậy chứ bằng đêm nó ưa bệnh đêm nó ưa mệt bằng đêm á, bằng đêm nó ưa mệt chứ đó. Thấy nó chuyện chú vậy chứ chiều nằm thở không nổi rồi đó. Dạ. Nó trong mặt trong mày rồi nó làm những người mệt chứ lắm bằng đêm á. Mà con nói thiệt với ông Bảy ha, ông Bảy chỉ có ông Bảy mới còn 75 tuổi mà hát như vậy thôi. Ừ. Chứ đôi khi người ta 60 mấy tuổi là người ta hát không nổi rồi. Ừ. Nhờ chắc nhờ yêu nghệ thuật nên ông Bảy vẫn còn khỏe. Ừ. Hay á, thì con đến đây được biết cái hoàng ông Bảy, con được biết ông Bảy là khoảng 5 năm trước nhưng mà con tìm không gặp. À. Con tìm để về quay cái hoàn cảnh của ông Bảy rồi, cái giọng hát của ông Bảy. 5 năm trước cũng cái nón này nè. Dạ cũng cái nón đó luôn. Cái nón này, nhưng mà con tìm hoài con không cũng gặp. Cái này luôn. Hôm nay thì cũng 5 năm này con trở lại đây. Còn y đây nè. Con gặp ông Bảy cũng giống như hình dáng ngày xưa. Cũng y và sức khỏe cũng giống vậy. À. Thì cũng là hữu duyên để mà cho ông cháu, bà cháu mình gặp nhau. À. Thì con đến đây con thay mặt cho bạn Mai ở Mỹ á. Ừ. Thì cũng gieo duyên cho ông Bảy với bà Bảy mua gạo cũng như hỗ trợ chút chi phí thuốc men với số tiền là 2 triệu đồng. Để ông Bảy hay bà Bảy nhận. Ông Bảy, con gửi cho ông Bảy. Đây là bạn Mai ở Mỹ gửi cho ông Bảy 2 triệu. Vậy tôi trước thì tôi cảm ơn chú. Sau thì cảm ơn bên thiện nguyện với bên Minh Mỹ. Bạn Mai. Bạn Mai ở bên mà Mỹ ha. Dạ. Cho tôi cảm ơn hết trước cái lời của tôi thôi ha. Dạ. Bạn Mai bằng tuổi con của bà Bảy. Cho tôi xin cảm ơn hết. Dạ. Chú cho tôi mà cảm ơn cô Mai đó. Tôi cầu chúc, cầu trời cầu Phật cho cô Mai được nhiều sức khỏe sống lâu đặng
giúp đỡ người ta cho nhà nghèo đấy nè. Tôi biết không, tôi được 2 triệu này đó là tôi mừng bằng mừng gì lắm đó chú, mấy trăm triệu đó không phải vừa đâu. Dạ. Vì mình nghèo đó, mình có chị chứ mình mừng gì lắm đó chú. Chú biết quanh năm suốt tháng nó không có 1 triệu trong nhà. Dạ. Nó không có. À, tôi chỉ những cái tận dụng của bà đó, chú thấy đó, tận dụng chú vậy đó mà còn, mà còn không có mà xài nữa đó. Rồi thuốc men tôi đưa chú thấy đó, là vậy đó chứ không phải thực tế chú thấy đó chứ không phải là tôi nói bằng miệng đâu. Dạ. Uống bệnh gì nè, nè. Tôi chú lưng, đau lưng, mua cái chị Thu, đau lưng, thế để lâu mình quên. Còn cái thuốc này thì... Quá nhiều thuốc rồi, tài sản là thuốc không à? À, thuốc mà, có cái tôm tấm, ống tấm, ở đây nữa. Người bà cũng lên máu uống... lên máu uống thuốc hàng ngày, tôi cũng lên máu uống thuốc hàng ngày, và lát tôi uống thuốc rồi đó, lát thuốc lên máu rồi đó. Thật ra thì Bùi Hồ á thì rất muốn xa xa Bùi. Lâu lâu đến đây thăm ông Bảy thì rất muốn ông Bảy hát nhiều bài để tặng cho Bùi Hồ, nhưng mà ông Bảy vì cái sức khỏe yếu nè, vì thương Bảy cái sức khỏe thì cũng kém nên không dám nhờ ông Bảy hát nhiều để cho mọi người nghe. Thì chắc có lẽ là một dịp nào đó thì gặp ông Bảy thì ông Bảy sẽ hát cho mọi người nghe nhiều hơn. Thật ra những cái bài tân cổ xưa á, thì nó rất là hay và dễ đi vào lòng người. Những cái tuồng của Minh Dương, Minh Cảnh, Lệ Thủy hay là Thanh Tuấn, thì những cái mùa thu trên Bạch Mã Sơn hay là Người Tình Trên Chiến Trận á, con cũng biết rất là nhiều. Mà hôm nay thì cũng hữu duyên được ông Bảy hát tặng cho con một số bài. Thì con cũng xin chúc ông Bảy sức khỏe dồi dào. Chúc bà Bảy luôn có sức khỏe dồi dào để ông bà cùng nhau gắn bó trên cái con đường hát gông, mang lại niềm ca tiếng hát cho mọi người vui. Dạ. Ở xa quá chú Lợi, chú khi nào nắng chú Hả Lợi chứ. Dạ. Hồi ngày qua chú Lợi là mưa suốt. Dạ. Nắng Hả Lợi. Ông Bảy cần là tự nhiên nhắc ông Bảy nhớ cái bài mà người hát gông không Bảy? Cái khúc mà người nhạc sĩ, ta cũng là nhạc sĩ. Cái đó là bài Tình Người Nghệ Sĩ. Không phải cái Tình Người Nghệ Sĩ, cái bài đó là bài khác. Còn cái bài chú nói đó là Sầu Dương Ý Nhạc. Dạ. Xe dừng lại bên kia cộng đất. Tôi xin có mấy lời. Bùi Hồ đến đây đường cũng xa xôi, tôi cũng muốn hát tặng để cho Bùi Hồ với tất cả những người được nghe đó là một câu vọng cổ. Cái tựa bài ca đó là Sầu Dương Ý Nhạc, tôi xin ca. Vào ở gian
muốn đưa em về, nhưng giữa cơ buồn sao nghe như não ruột lòng ai. Hay quá Quẩy ơi.